Rồi chào các bạn quay lại với cái channel của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề là liên quan đến mùa mưa ha. Thì vấn đề này là bảo trì cái bảo dưỡng cho cái làm sao cho cái cọng sên của mình bền nhất nha các bạn. Tại vì nó mùa mưa nó đã đến rồi. Thì các bạn sử dụng cái dòng sên đĩa trần này nè. Thì các bạn mà không có chịu khó mà chăm sóc giống như bảo trì bảo dưỡng nữa thì nó sẽ rất là nhanh hư hỏng ha. Mà khi hư hỏng thì nó vừa tốn tiền mà nó vừa, nếu mà các bạn chưa có kịp thời sửa chữa thì nó tạo ra những cái tiếng kêu âm thanh khó chịu lắm, đồng thời các bạn cũng mất tốn khá nhiều cái thời gian để thay thế ha. Thì vấn đề là ở những cái vlog trước đó mình đã có nói đến là nên hay không nên là sử dụng dung dịch để trần này. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề mà làm sao mà để sử dụng những cái bộ dung dịch để trần này đảm bảo độ bền cho những cái mùa mưa này ha. Thì như các bạn đã biết thì trong cái nước mưa mình á có rất là nhiều cái axit ha. Rồi thì trong cái nước mưa nó có axit, nếu mà cái bộ dung dịch để của các bạn nè, các bạn chạy mà các bạn nói chung là đi mưa về mà các bạn không có vệ sinh đó, nhất là dung dịch để vàng này nè, thì nó sẽ bị nước mưa thấm vào ha, nó gây sét cộng sên nè, rồi gây hư hỏng ha. Thì làm sao để đảm bảo được cái độ bền cho nó, thì sau khi các bạn đi ở ngoài mưa về thì nếu mà các bạn không có thời gian chà rửa chăm sóc nó thì các bạn nên dùng nước nước sạch, có thể là nước máy hoặc là nước sông gì cũng được, trừ nước mưa nha. Thì các bạn đổ nó lên rửa sơ cộng sên ha, cái nó trôi đi cái phần nước mưa ha, nó không làm sét cái cộng sên mình ha. Rồi nếu các bạn có thời gian các bạn chăm sóc thì các bạn nhớ cái vlog trước mình đã có giới thiệu về cách mà vệ sinh nhôm sinh đĩa mà rẻ tiền không mà tiết kiệm đó. Thì các bạn xem lại cái vlog đó bằng các bạn hướng cái cách mà vệ sinh cái bộ nhôm sinh đĩa mình cho sạch ra nè. Rồi đồng thời á thì sau khi vệ sinh xong thì các bạn phải bôi trơn cho nó ha. Thì những cái và các bạn mà sử dụng nhớt thì mình không nói đi, còn các bạn có theo dõi vlog mình có làm theo mình á thì nên vệ sinh nó cho kỹ ha, không không nên đó, để bôi trơn quá quá ướt nha. Nếu mà cái chất bôi trơn nó làm ướt cộng sên thì nó chạy mưa mà nó chạy nó sẽ dăng vào cái bánh mâm nè. Cái bánh mâm này mình mới mới thay lại à, hôm qua thì mình còn sử dụng cái bánh căn nữa, hôm nay mình sử dụng mâm à. Thì nếu các bạn bôi trơn không tốt đó, thì nó sẽ nhanh hư hỏng sên, nhanh giãn sên. Còn nếu các bạn bôi trơn quá nhiều đó, thì nó gây dơ xe ha, tại vì mình đang sử dụng sên trần mà. Bởi vì vấn đề bảo trì bảo dưỡng cộng sên cho cái mùa mưa này rất là quan trọng ha. Rồi khi ngoài ra thì khi các bạn đi ngoài mưa về ha, thì do trời mưa thì bánh xe nó sẽ dâng nước lên, mà trong nước thì nó bao gồm sình bùn cát nè, mà các bạn không có vệ sinh nó thì nó sẽ gây rất là dơ chữa, gây ma sát giữa cái cọng sên với cái dĩa với nhông trước á, thì nó sẽ gây nhanh mòn hơn ha, thì nó nhanh giãn hơn thì sẽ nhanh thay thế hơn ha. Rồi khi mà cái lượng cát sình đất á, nó thấm vào á, thì lúc đó nó sẽ làm khô đi cái lượng mà cái dung dịch mà bôi trơn của sên mình ha. Thì các bạn chạy trời nắng nó sẽ gây tiếng kêu rất là ồn luôn, rồi đồng thời thì sẽ nhanh hư hỏng hơn, đương nhiên là nhanh hư hỏng rồi, tại vì sên mình dược nó khô à, nó sẽ gây ma sát nhiều rồi, mà ma sát nhiều thì sẽ nhanh giãn hơn, rồi giảm tuổi thọ của bộ nhôm sên đĩa của mình lại ha. Thì đồng kết hợp với cái sự bôi trơn đó, thì các bạn phải rửa sạch các bạn mới bôi trơn nha, chứ về mà xe nó dính vào cái sình cát trong cái nhôm sên đĩa mà các bạn bôi trơn vô thì chẳng khác nào các bạn đang hại, tự các bạn hại cho làm hại cái bộ nhôm sên đĩa của các bạn. Rồi rồi nếu các bạn mà bôi trơn nó quá nhiều á thì trong quá trình sử dụng á thì cọng sên này nó luôn di chuyển, các bạn biết không, thì nó sẽ quay, nó quay theo cái lực quán tính ấy, thì nó sẽ dăng cái lượng mà dầu bôi trơn á sẽ bám lên vàng áo nè, bám phần này nè. Rồi nếu mà cái người mà mình ngồi sau mình chở á, thì dăng lên người đó luôn, ngoài ra nó sẽ bám lên phuộc nè, ồ cái gì đó, bám lên mâm nè. Thì những
những cái dung dịch bôi trơn á, thì nếu mà bám lên những cái chỗ đó mình rất là khó để xử lý ha. Thì nên mình phải lưu ý khi mình sử dụng những cái dung dịch bôi trơn cho sên ha. Rồi ngoài ra thì để mình hạn chế được cái phần dăng á, thì mình có thể sử dụng những cái cắt te gời, cắt te chuyên dành cho những cái cộng sinh trần nè. Thì đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn là chiếc cắt te X1 ha. Rồi, đây là cắt te X1 nha, không phải X1 EG nha. X1 là của nó dùng cho cái dòng xe X1 bên Thái Lan á. Rồi thì cái cắt te này mình đã sử dụng cách đây cũng khoảng 3 năm rồi. Hiện tại mình không sử dụng nữa. Tại vì nó hơi cũ, nhìn nó có vẻ là mất thẩm mỹ hơn các bạn. Thì cắt te này có giá 120.000 ha. Nếu các bạn có mua cùng cái cổ bô của mình á, thì mình ship cho các bạn luôn. Còn không mua thôi, mình không ship đâu, tại vì bán không có lời bao nhiêu hết á. Mà ship thì mất thời gian lắm. Thì mùa mưa cũng tới rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái này cho các bạn xem ha. Thì cái này lắp vào cho Yamaha CS mình là lắp y như zin nha các bạn. Không cần chế cháy gì hết ha. Ai nói chế thì lại đây xem mình ha. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình một cái cắt te. Một cái lục giác nha. Lục giác 5 ly. Tại vì trước đó mình có xí con ốc này nè, đặng mình che đi cái lỗ bắt cá te cho nó đỡ xấu. Rồi sao mình mở cái con ốc trước luôn ha, mình lắp vào đơn giản thôi các bạn, easy game ha. Đó, các bạn lắp cái phần cụm ở trước vào trước đi. Xong mình lắp cái cụm ở sau vào. Rồi chỗ này nằm trên đây nè, đó. Thì bây giờ các bạn mình xiết con ốc lại là xong. Easy. Con này hôm bữa mình cắt ngắn quá, giờ nó hình như nó bị hụt ốc rồi. Rồi con sao thì mình gắn đi thôi. Đây mình giá đỡ cho bạn xem ha. Đây con ốc này mình hơi ngắn này. Đó. Thì khi mình gắn thêm một cái cắt te nhựa này nè. Thì khi trời mưa các bạn chạy á, thì cái dung dịch bôi trơn á, cũng như sình hoặc là bụi bẩn á, trong cộng sên nó không có bắn vào dàn áo hoặc là mâm ha. Cũng như là không có bắn vào cái người mình đang chở phía sau ha. Thì nãy bây giờ là mình đã nêu ra cho các bạn biết cái những cái phương pháp cũng như cái cách để giữ gìn cái cộng nhôm sên đĩa vào mùa mưa ha. Thì để đảm bảo được cái chất lượng cũng như độ bền cho cái bộ nhôm sên đĩa mình thì các bạn phải lưu ý trong cái vấn đề mà bảo trì bảo dưỡng đó ha. Thì cũng cái câu cũ của mình, câu slogan của mình luôn là cố bền tại người thôi. Nếu các bạn không có giữ gìn thì không có cái đồ nào mà bền với các bạn được đâu ha. Thì đồ của mình thì mình chịu khó mình giữ gìn xíu đi. Tuy là nó không có bao nhiêu tiền hết á. Một chiếc xe của mình bây giờ đi thì có 7-8 triệu chứ gì. Nhưng mà nếu mà mình giữ gìn đó thì nó sẽ bền hơn. Trong khi người ta bỏ tiền người ta mua những cái chiếc xe vài chục triệu mà người ta không có giữ gìn thì một khoảng thời gian là nó cũng hư rồi. Còn của mình giữ đến giờ thì vẫn ok. Rồi mà chắc mình cũng tháo cái te này ra thì mình không thích xài cái te này đâu. Rồi vlog mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn xem thấy hay nhớ like, share và subscribe ủng hộ channel của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.